Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 30. Về ý đồ của Mỹ và khả năng phát triển tình hình, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy đều cho rằng hướng chính của Nixon không phải là chỉ muốn vượt qua tuyển cử mà không giải quyết vấn đề. Thật ra, Nixon chuẩn bị cả hai tay, vừa muốn giải quyết vấn đề Việt Nam có lợi cho ông ta để đảm bảo chắc chắn thắng cử, vừa chuẩn bị khả năng vượt tuyển cử mà không giải quyết vấn đề Việt Nam. Hai ông đề nghị với Hà Nội, xuất phát từ tình hình nhận định địch ta và nhận định qua ba cuộc gặp riêng, chúng tôi thấy, một mặt, Mỹ muốn giải quyết vấn đề với ta, nhưng trên thế mạnh, với một giải pháp có lợi cho Mỹ. Mặt khác, Mỹ cũng đề phòng không giải quyết vấn đề với ta, thì Mỹ có kế hoạch để vượt tuyển cử. Cho nên, có hai khả năng. A. Có thể giải quyết vấn đề Việt Nam do so sánh lực lượng, do chỗ yếu mạnh giữa hai bên. Ta có khả năng với con bài phải chăng buộc Mỹ phải giải quyết. Cũng có khả năng do Mỹ chủ quan đánh giá ta yếu, cho là có thể lừa bịp được dư luận để thắng cử được, nên họ ngoan cố chưa giải quyết trước tuyển cử ở Mỹ. Như vậy, giải quyết phải để sau tuyển cử. Trong khả năng giải quyết được vấn đề trước tuyển cử ở Mỹ thì tình hình sẽ diễn biến khá phức tạp. Có thể tình hình miền Nam sẽ ở trong trạng thái hòa bình nhùng nhằng kéo dài, cuộc đấu tranh chính trị sẽ rất gay gắt giữa hai bên. Nhưng cũng có khả năng sau một thời gian chiến tranh lại tái diễn. B. Trong khả năng không giải quyết được vấn đề có thể là Nixon không trúng cử mà McGovern thắng cử, do đó sẽ tạo một điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết. Nhưng ta cũng không nên ảo tưởng nhiều vào McGovern. Nixon trúng cử, tình hình sẽ khá phức tạp cho ta. Về âm mưu của Mỹ trong đàm phán, hai ông nhận định. Một, âm mưu cơ bản của Mỹ là muốn rút khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam nhưng cố gắng duy trì chính quyền Sài Gòn. Tuy họ thấy không thể duy trì nguyên như trước, họ vẫn tìm cách duy trì ngụy quyền trong ưu thế đối với các lực lượng cách mạng miền Nam. 2. Mỹ đồng ý giải quyết với ta về cả chính trị và quân sự, nhưng chia làm hai bước. Bước 1. Mỹ và miền Bắc giải quyết cụ thể vấn đề quân sự và một số nguyên tắc về chính trị. Sau đó sẽ ngừng bắn trước tuyển cử ở Mỹ. Bước 2. Vấn đề chính trị cụ thể sẽ do người Việt Nam bàn và giải quyết với nhau. Chính phủ cách mạng lâm thời nói chuyện với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Thời gian giải quyết sẽ kéo dài sau tuyển cử ở Mỹ. Nguyễn Văn Thiệu sẽ từ chức sau khi người Việt Nam đạt được một giải pháp. Mỹ không chịu để Thiệu từ chức ngay sau khi có ngừng bắn ở bước 1. Đây là âm mưu Mỹ trong đàm phán. Nếu họ thực hiện được thì họ sẽ chuẩn bị vượt tuyển cử mà không giải quyết. Trong trường hợp này, họ sẽ công bố công khai những đề nghị hòa bình của họ. Đồng thời trên chiến trường có thể ngừng ném bom miền Bắc và có những thủ đoạn để lừa bịp dư luận, đổ trách nhiệm cho ta. Để thực hiện âm mưu của họ trong đàm phán, từ nay đến khi rõ là giải quyết được hay không giải quyết được, họ sẽ tăng cường đánh mạnh ở hai miền Nam và Bắc Việt Nam và dùng nhiều thủ đoạn mánh khóe chính trị, tuyên truyền lợi dụng các cuộc gặp riêng để làm áp lực trong đàm phán. Những nhận định trên đây hừng hực hơi nóng của cuộc đấu tranh căng thẳng phức tạp với Kissinger được Hà Nội đánh giá cao. Ba cuộc gặp riêng này diễn ra trong bối cảnh phía Việt Nam còn khó khăn nhưng cơ bản là thuận lợi. Cuộc tấn công xuân hè 1972 của ta đã giành được những thắng lợi chiến lược to lớn
làm cho kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon thất bại một bước, có ý nghĩa chiến lược và tạo một cục diện mới chưa từng có cho cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta trong thế chiến lược chung rất thuận lợi của ba nước Đông Dương. Tuy vậy, lực lượng so sánh giữa ta và địch ở miền Nam còn ngang nhau và chưa áp đảo được địch. Mỹ hy vọng rằng những hoạt động ngoại giao của Mỹ hòa hoãn với Liên Xô Trung Quốc và việc tiến hành chiến tranh bằng không quân với quy mô lớn và phong tỏa bờ biển miền Bắc sẽ làm cho ta không thể kéo dài được cuộc tấn công với quy mô lớn ở miền Nam quá 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6, và ép ta đàm phán theo điều kiện của Mỹ. Mỹ hy vọng với sự tham chiến của không quân Mỹ, quân ngụy có thể thực hiện từ tháng 7 kế hoạch tái chiếm những vùng bị mất, kế hoạch đánh chiếm Quảng Trị gắn liền với cuộc gặp riêng. Cuộc bầu cử ở Mỹ bước vào giai đoạn sôi nổi. Vấn đề chiến tranh ở Việt Nam đã trở thành vấn đề số 1 trong tuyển cử ở Mỹ. Tuy vậy, trong tháng 7 và tháng 8 mới diễn ra cuộc đấu tranh nội bộ của mỗi đảng. Đó là thời gian đại hội của hai đảng, cuộc tranh cử quyết liệt nhất trong 2 tháng 7 và 8 chưa thật cấp bách với Nixon. Chính do thế mạnh chưa từng có của Việt Nam trong đàm phán mà Nixon buộc phải giải quyết chiến tranh mới có thể thắng cử. Nhưng ông ta còn ảo tưởng có thể tạo sức mạnh trong đàm phán nên còn ngoan cố. Trong 3 cuộc gặp riêng vừa qua, cả Việt Nam và Mỹ tỏ ra thiện chí và thăm dò nhau là chủ yếu. Lập trường cơ bản của hai bên là chưa thay đổi. Mỹ mới tỏ ra mềm dẻo về hai điểm trong lập trường về giải pháp. Thừa nhận trên văn bản ngừng bắn tại chỗ, cộng với ý trong phát biểu thêm, sự tồn tại của hai cơ cấu chính quyền, hai quân đội, hai lực lượng chính trị rưỡi là lực lượng mặt trận dân tộc giải phóng, lực lượng ngụy và nửa lực lượng thứ ba. Triển vọng có thể như thế nào? 1. Nixon cho rằng Việt Nam bị suy yếu vì chiến tranh hủy diệt của Mỹ ở hai miền và miền Bắc bị phong tỏa, không đánh lớn được nữa và không thể đánh đổ ngụy quyền trước bầu cử ở Mỹ. Còn ảo tưởng sự cải thiện quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc gây khó khăn cho Việt Nam và hạn chế khả năng đánh lớn lâu dài của Việt Nam, còn hy vọng dùng thủ đoạn lừa bịp xoa dịu được nhân dân Mỹ. Mặt khác, vấn đề giữ ngụy là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với vấn đề thực hiện học thuyết Nixon trên thế giới. Có thể, Nixon nghĩ rằng Việt Nam không muốn giải quyết với ông ta mà muốn tranh thủ McGovern để đánh đổ ông, hoặc Việt Nam tiếp tục chiến đấu để đạt mục tiêu cao hơn. Sự phát triển của tình hình tùy thuộc chủ yếu ở miền Nam ta thắng lớn, miền Bắc đứng vững và một phần rất quan trọng là do cuộc đấu tranh bầu cử sắp tới ở Mỹ. Vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 mới thấy chiều hướng nào là chính. 2. Trong hoàn cảnh đó, Hà Nội chủ trương A. Đẩy mạnh đấu tranh trên 3 mặt trận, tranh thủ giải quyết vấn đề với Nixon trước ngày bầu cử ở Mỹ, đồng thời tích cực đề phòng khả năng tiếp tục chiến đấu trong những năm sau 1972. B. Trong đấu tranh công khai vẫn là 7 điểm và 2 vấn đề then chốt, và trong tiếp xúc riêng vẫn là 10 điểm ngày 1 tháng 8 vừa qua. Lập trường nguyên tắc giải quyết vấn đề Việt Nam là Mỹ chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi dính líu quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Mỹ tiến hành 10 năm qua một cuộc chiến tranh xâm lược, hao người tốn của mà phải chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn dính líu quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, thì đó là một thất bại to lớn của Mỹ, một thắng lợi rất to lớn của ta và nhân dân thế giới. Giữ vững lực lượng chính trị và quân sự, giữ vững địa bàn của ta ở miền Nam Việt Nam là tạo điều kiện phát triển lực lượng của ta, làm suy yếu lực lượng chính trị và quân sự của ngụy, lập được một chính quyền ở miền Nam Việt Nam gồm 3 thành phần và đảm bảo có quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đó là yếu tố bên trong,
quyết định sự phát triển của cách mạng miền Nam. Mỹ bồi thường chiến tranh để xây dựng lại miền Bắc có ý nghĩa rất to lớn. C. Phát huy tác động chủ quan của ta để vừa kéo vừa ép Nixon đi vào giải quyết với ta. Đồng thời ta cần ngăn chặn Nixon vượt tuyển cử để làm tăng khả năng giải quyết trước bầu cử. Nếu Nixon còn ảo tưởng vượt được tuyển cử mà không giải quyết, thì khả năng giải quyết trước tuyển cử càng ít. Ta cần tập trung đấu tranh làm cho Nixon khó khăn thêm, thậm chí thất bại trong tuyển cử. D. Trong cuộc đấu tranh, ta dựa vào sức mạnh của mình là chính, nhưng ta rất coi trọng lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ Mỹ. Đó là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Mâu thuẫn trong tập đoàn thống trị Mỹ biểu lộ gay gắt nhất trong bầu cử là vấn đề Việt Nam. Ta đàm phán giải quyết với Nixon, nhưng đến khi thấy không có khả năng giải quyết với Nixon thì phải ủng hộ phe đối lập trong việc làm cho Nixon thất bại. Tuy vậy, cần làm cho nhân dân ta không có ảo tưởng vào tuyển cử ở Mỹ. E. Trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt và có ý nghĩa quyết định này, cần tích cực tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, đoàn kết giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Kissinger chấm dứt trước 15 tháng 10. Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm đó, để làm tăng khả năng giải quyết với Nixon trước tuyển cử ở Mỹ, Hà Nội một mặt chuẩn bị phương án mềm dẻo trong cuộc gặp tới, mặt khác đẩy mạnh công tác đấu tranh trên dư luận. Báo chí ở miền Bắc và Đài Hà Nội cùng Đài Phát thanh Giải phóng liên tục phê phán thái độ ngoan cố của Nixon kéo dài chiến tranh, không muốn giải quyết bằng thương lượng. Tất nhiên, đây còn nhằm chống lại âm mưu của ông ta vượt tuyển cử mà không giải quyết. Ngày 11 tháng 9, chính phủ cách mạng lâm thời ra tuyên bố tố cáo Mỹ tiếp tục đẩy mạnh Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam và đánh phá dã man miền Bắc, tố cáo chính quyền Thiệu hiếu chiến, đồng thời khẳng định ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, ba lực lượng chính trị và đòi lập một chính phủ hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần. Cùng ngày, Lê Đức Thọ sau một thời gian về Hà Nội cũng đã đến Paris và lên án Mỹ tiếp tục chiến tranh xâm lược Việt Nam và tỏ thiện chí của ta. Trong thời gian này, Hà Nội cũng tiếp đặc phái viên của ứng cử viên Tổng thống McGovern và nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ta thả ba tù binh cho phong trào chống chiến tranh ở Mỹ. Dư luận lại tăng sức ép đối với Nixon. Ngày 29 tháng 8, Nhà Trắng lại tuyên bố rút thêm 12.000 quân nữa khỏi miền Nam. Như vậy, đến cuối năm đó, quân Mỹ chỉ còn lại 27.000 người. Nixon đã được Đại hội Đảng Cộng Hòa đưa ra ứng cử một nhiệm kỳ nữa và dư luận Mỹ tỏ ra thuận lợi với ông ta. Kissinger đã tính toán đến nhiều khả năng, hoặc là đạt được một giải pháp trước bầu cử, hoặc là kết thúc chiến tranh bằng một bước leo thang sau bầu cử, hoặc là để cho xung đột tiếp tục với hy vọng cuối cùng Hà Nội phải nhượng bộ và đưa ra điều kiện tốt hơn. Kissinger ủng hộ phương án 1, còn Nhà Trắng muốn leo thang. Kissinger thấy rằng đến tháng 1 khi Quốc hội Mỹ họp lại, chắc chắn sẽ có một loạt nghị quyết đòi chấm dứt cam kết của Mỹ với những điều kiện không thuận lợi như những điều kiện Mỹ có thể đạt được ở Paris. Và nếu Mỹ không lợi dụng cơ hội trước ngày bầu cử ở Mỹ, thì Hà Nội sẽ nhanh chóng nhận ra tình thế bấp bênh của chính quyền Nixon. Và bất kỳ chính sách của Mỹ như thế nào sau ngày 7 tháng 11, kiên nhẫn hoặc leo thang, thì Hà Nội vẫn có đủ thời gian, còn chính quyền Washington thì lại vẫn rơi vào sức ép của Quốc hội. Hồi ký Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1385-1380. Ngày 31 tháng 8, sau chuyến đi Sài Gòn, Kissinger và đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn bân cơ gặp Nixon ở Honolulu để vạch đường lối thương lượng với ta ở Paris. Tất nhiên, họ phải tính đến nhiều tình huống, kể cả việc cắt đứt thương lượng, nhưng không đưa ra được một chiến lược nào khả dĩ làm đảo lộn một cách căn bản tương quan lực lượng ở Đông Dương nếu thương lượng thất bại. Kissinger, 1385-1380.
Mỹ cũng tìm sự ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô. Ngoài cuộc gặp gỡ với đại diện hai nước đó ở Washington, ngày 8 tháng 9, Kissinger lại qua Moscow trước khi gặp Lê Đức Thọ và Xuân Thủy ở Paris. Lúc này, quân ngụy Sài Gòn mới lấy lại được Quảng Trị. Bước vào cuộc gặp riêng lần thứ 17, ngày 15 tháng 9 năm 1972, cố vấn Nhà Trắng cảm thấy vị trí của ông ta được củng cố thêm. Washington rất lo ngại nếu Hà Nội tiết lộ việc thương lượng, nhưng khi gặp ta, Kissinger lại đặt ngay vấn đề đưa tin về cuộc gặp này. Ông ta nói không thể giữ bí mật được vì lần này ông ta đi công khai và sẽ gặp Tổng thống Pompidou của Pháp. Nhưng phản ứng gay gắt nhất là đối với tuyên bố 11 tháng 9 của chính phủ cách mạng lâm thời và việc thả ba phi công Mỹ cho phong trào chống chiến tranh ở Mỹ. Tất nhiên, ông ta không thể làm gì được. Để tỏ ra chủ động, ông ta xin nói trước. Sau những lời lẽ về thiện chí và nghiêm chỉnh của Mỹ, ông ta đưa ra một đề nghị mới gồm 10 điểm. Kissinger cố nói về tính mềm dẻo của những điểm mà ông ta gọi là mới trong đề nghị của Mỹ và kết luận. Hoa Kỳ đã có một nỗ lực tối đa để chú ý tới mọi điều quan tâm của các ngài, rằng những điểm này không phải là một đề nghị, nhận thì nhận, không nhận thì thôi, hoặc là một tối hậu thư, rằng Hoa Kỳ sẵn sàng có nhân nhượng trong khuôn khổ kế hoạch đó, rằng Hoa Kỳ không đánh lừa các ngài và không còn nhiều thì giờ nữa. Cuối cùng, ông ngỏ ý muốn đi Hà Nội nếu đạt được tiến bộ đáng kể ở đây, coi như là một thiện chí của Mỹ. Trả lời câu hỏi của Lê Đức Thọ về Ủy ban Hòa giải Dân tộc, Kissinger nói thêm là ủy ban đó được tổ chức ở tỉnh hoặc ít nhất là ở quân khu, không thể chỉ ở Sài Gòn. Khi có ngừng bắn thì chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn kiểm soát thực tế trên một số địa phương, nhưng Ủy ban Hòa giải Dân tộc sẽ làm nhiệm vụ trên toàn miền Nam. Sau này Kissinger thừa nhận kế hoạch đó chỉ sửa đổi đôi chút về Ủy ban bầu cử và Ủy ban Hòa giải Dân tộc, nhưng thực ra so với đề nghị ngày 1 tháng 8 của Mỹ thì kế hoạch mới này là một bước lùi. Không những Mỹ không tôn trọng quyền thống nhất của Việt Nam mà còn nhấn mạnh Nam Việt Nam là một quốc gia riêng biệt, giữ hiến pháp miền Nam, có hứa hẹn sửa đổi, kéo dài thời gian lập quan hệ giữa hai miền và hạn chế quan hệ đó trong nhiều mặt, chứ không phải mọi mặt như đề nghị cũ. Vấn đề chính trị nội bộ miền Nam, quan điểm của Mỹ lại càng xấu. Phủ nhận chính phủ cách mạng lâm thời, kể cả với tư cách là một chính quyền địa phương, mà chỉ coi Mặt trận Dân tộc Giải phóng là một lực lượng trong khuôn khổ hiến pháp ngụy. Mặt khác, đề nghị mới lại nhấn mạnh đến tính hợp pháp hợp hiến của chế độ Sài Gòn, giữ chế độ đó đến sau bầu cử. Kissinger cũng phủ nhận nguyên tắc bình đẳng trong việc giải quyết các lực lượng võ trang Việt Nam ở miền Nam mà chỉ nói công bằng. Ông ta công bố việc ngừng bắn tại chỗ thay bằng ngừng bắn chung, đi đôi với việc đòi quân miền Bắc rút khỏi miền Nam. Mỹ còn gắn vấn đề viện trợ Mỹ cho Sài Gòn với việc viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa cho miền Bắc. Và khi giải thích thêm, lại đòi miền Bắc không được viện trợ cho miền Nam để buộc ta chặt hơn. Mỹ không chịu rút hết nhân viên quân sự trong các ngành không phải quân sự như trong chương trình Bình Định và các cố vấn quân sự kỹ thuật. Mỹ có một vạn cố vấn loại này lúc đó ở miền Nam. Mỹ vẫn gắn giải pháp về Việt Nam với các vấn đề quân sự ở Đông Dương, đòi quân miền Bắc rút khỏi Lào và Campuchia mà không nói gì đến lực lượng Mỹ và Thái Lan. Tóm lại, Mỹ chưa muốn chấm dứt hẳn dính líu quân sự ở Nam Việt Nam. Họ còn đòi giám sát và kiểm soát quốc tế đối với ngừng bắn ở Đông Dương, định đưa các nước bên tham chiến và việc giám sát ngừng bắn. Lê Đức Thọ tỏ ra không quan tâm lắm đến 10 điểm mới của Kissinger, chỉ tỏ ra đồng tình rằng thời gian đã chín muồi để đi đến một giải pháp và phải nhanh chóng đi đến giải quyết vấn đề Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình tiếp theo của WinWin Việt Nam.
phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.